đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coin 98 Và hiện bây giờ đó thì Coin 98 cùng Thuận Capital đang tổ chức Medium game Lucky Winner trong mỗi số video trên kênh YouTube Thuận Capital với giải thưởng lên tới 1.000 đô la. Thì mỗi video đó sẽ có 10 giải may mắn, mỗi giải giá trị 5 đô la trả bằng token C98. Ở cái phần mô tả đó thì có cái link Google Form các bạn có thể tìm thấy một số những thông tin chi tiết cũng như là tham gia đó thì các bạn chỉ cần là điền cái mã tham gia được trình chiếu trong video này cái lucky winner number cái con số này sẽ thay đổi theo mỗi cái video và các bạn điền cái số đó vào sau đó điền địa chỉ ví VIP20 các bạn tạo trên coin 98 super app là có thể tham gia thông tin chi tiết sẽ nằm dưới cái video này là trước hết á, mỗi một tuần đó khi mà thuận dây dựng cái danh mục đầu tư demo này thì đầu tiên hết á, là thuận sẽ copy lại cái số lượng tiền trong danh mục Giống như là chúng ta thấy được là BTC là 1486 đi Thì sẽ để vào 1486 Đó là cái số lượng tiền của BTC Ethereum danh mục này là 1097 Cái đó đó là chúng ta có Polkadot 277 đô Cái đó nữa là BNB là 217 đô Cái đó nữa là Cardano 174 đô Rồi uh, Luna 173 đô Solana 167 đô XRP 165 đô, Avalanche 148 đô, Matic chỉ có 6 đô mà thôi. Thì là kết cấu hiện bây giờ của danh mục thử nghiệm. Các bạn thấy được là Bitcoin chiếm 38%, Ethereum chiếm 28%, BB 5% và cứ tiếp tục như vậy. Tổng cộng là 100% bên dưới này với con số tổng đầu tư là 3.910 đô thì đương nhiên con số này đó so với lại cái con số mà chúng ta để vào đã thấp hơn rồi và thật ra cái danh mục này đó là đang âm 18% tại vì đương nhiên bốn tuần qua là giá cả không được tốt nhưng mà chúng ta bây giờ đó hãy xem cái phần kế tiếp nữa như bạn hỏi thường là cái phần delta này là từ đâu mà có thì đương nhiên chúng ta bây giờ đó cũng như là thường mới vừa chia sẻ chúng ta sẽ nhìn vào top 10 đồng hiện bây giờ và chúng ta sẽ dựa theo kết cấu của phần trăm market cap và chúng ta sẽ đi theo cái phần trăm vốn hóa thì uh, thường sẽ copy từ Bitcoin tới Ethereum, tới BNB, tới XRP, tới Solana giống như là Bitcoin là 651 tỷ, rồi tới Ethereum là 306 tỷ, rồi tới BNB là 59 tỷ, rồi tới XRP, rồi tới Solana, rồi tới Cardano, rồi tới Terra. Chúng ta sẽ không có... Nhìn vào những cái đồng ổn định, chúng ta sẽ tới đồng kế tiếp là đồng Dogecoin, cái đó là Polkadot và cuối cùng là Avalanche. Thì các bạn thấy được là đây là 10 đồng có vốn hóa cao nhất không tính stablecoin hiện bây giờ và đây là cái kết cấu của thị trường và đương nhiên có một sự khác biệt rất lớn đó chính là Matic đã không còn nằm trong cái top 10 vốn hóa lớn nhất nữa tính theo cái cấu của thị trường thì điều này không có nghĩa là thuận sẽ bán hết tầm ma được ngay thời điểm bây giờ mà mỗi một quý đó thì mới tái kết cấu lại danh mục đầu tư này một lần thì cho đến thời điểm bây giờ đó các bạn có thể thấy được là cái phần trăm bên cái phần chữ C này đó là phần trăm kết cấu danh mục hiện bây giờ cái phần trăm chữ E này đó là phần trăm kết cấu danh mục dựa theo vốn hóa của thị trường thì nếu chúng ta muốn cân bằng trở lại đó, thì các bạn thấy được là cái sự khác biệt giữa Bitcoin thì khá là lớn các bạn thấy được là phần trăm trên một chỉ có 38 mà phần trăm trên thị trường tới 56 thì đương nhiên đây là một đồng mà chúng ta cần phải thu mua thêm và trừ đồng Bitcoin ra thì các bạn thấy được là phần lớn cái phần trăm kết cấu đó của thị trường thì thấp hơn là phần trăm kết cấu trên một của những đồng còn lại cho nên chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến nhưng mà có một đồng đó là hiện bây giờ phần trăm kết cấu đó là thấp hơn đó chính là Dogecoin các bạn thấy được là chúng ta không có đồng Dogecoin hiện bây giờ mà thị trường nó tính theo thấp 10 đồng bây giờ là kết cấu là 1,42% thì chúng ta cũng sẽ mua thêm một số đồng Dogecoin đồ thì thường có thể chia ra làm 90% là Bitcoin còn 10% là mua Dogecoin mà thôi thì mỗi một tuần đó trong danh mục thử nghiệm này thường dùng con số 1.000 đô cho dễ tính các bạn có thể dùng bất cứ một con số nào trong đời thật các bạn để mà chung bình giá không cần phải con số nhiều như vậy đương nhiên 1.000 đô tại vì cho thường dễ tính khi mà thường làm những cái video về chung bình giá như thế này thì hôm nay chúng ta sẽ mua thêm 900 đô BTC. có nghĩa là chúng ta sẽ mua là 0.0262 BTC và chúng ta sẽ mua 100 đô đồng Dogecoin. nhưng thực ra chúng ta cũng không cần nữa các bạn. Thường mới để ý là đồng Dogecoin thực ra trong danh mục này đã có là 173 đô rồi. có nghĩa là đã cao hơn cái phần trăm của uh, thị trường là 1,42% 42 trong khi Dogecoin chiếm tỷ lệ tới uh, 4.21 lần. thì đương nhiên chúng ta không cần phải mua thêm Dogecoin nữa. nghĩa là 100 đô la còn lại đó chúng ta sẽ dùng để mua Bitcoin luôn chúng ta sẽ mua thêm 0.003 BTC thì có nghĩa là trong tuần này đó dựa theo kết cấu của thị trường so với lại kết cấu của danh mục đầu tư của DAMO đó thì cái sự khác biệt duy nhất đó chính là BTC nghe là chúng ta cần phải tập trung để mà thu mua thêm Bitcoin ở thời điểm này và bây giờ chúng ta đã mua thêm 1.000 đô la BTC đó chính là cây trung bình giá của tuần này với các bạn hy vọng là thôi giải thích các bạn hiểu rõ hơn nếu như các bạn cảm thấy là cái này nó hơi phức tạp đó các bạn, chỉ muốn trung um, bình giá, tại vì nếu do chỉ muốn trung bình giá một mình Bitcoin thôi thì cũng đơn giản, nhưng mà cũng khá là nhàm chán, tại vì có nhiều trang web đã có sẵn các bạn có thể để vào dữ liệu trung bình giá rồi dựa theo dữ liệu giá lịch sử thì sẽ tính cho các bạn biết là các bạn lời lỗ bao nhiêu thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái tôi muốn làm ở đây đó là tạo một chương mục từ ban đầu nếu như bây giờ thường sẽ bắt đầu đầu tư đó thì chương mục đó thường sẽ kết cấu như thế nào để các bạn có thể theo dõi về cái tư tưởng trung bình giá của thường là ra sao cái này thì nó phức tạp hơn là trung bình giá đi một đồng nhưng mà thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị theo cái cách tính này và thường cần một số những tài liệu thường muốn chia sẻ với các bạn đó nhưng mà thường um, cũng sẽ dành thời gian trong video ngày mai để chia sẻ các phần còn lại chỉ có là bây giờ chúng ta thấy là thị trường chứng khoán đã mở cửa và chỉ số futures à, thì không được tốt. Các bạn thấy được chỉ số futures bây giờ đó là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đó cả ba đều là màu đỏ hiện tại. Và đương nhiên các bạn nên biết đó là cái sự lo sợ bao trùm tất cả thị trường tài chính hiện bây giờ chứ không phải riêng là thị trường crypto. Nếu như bạn là một nhà đầu tư phố Wall dưới 40 tuổi thì khả năng cao là bạn chưa từng đối đầu với tình hình lạm phát hiện tại cao nhất 40 năm qua có nghĩa là nhiều trader trên phố Wall bây giờ đã thực sự chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh này và thứ gì nữa đó là lãi suất bất động sản ở mức cao 12 năm qua có nghĩa là 12 năm qua chưa bao giờ mà lãi suất cao như vậy và điều thứ ba đó chính là chiến tranh chiến tranh đương nhiên đã ảnh hưởng đến cái chuỗi cung ứng hàng hóa cho nên là sự hoảng loạn nên là khó tránh hiện bây giờ tại vì đây là một cái tình hình mà nhiều người trên phố Wall thực sự chưa hề nghĩ đến hay là đổi đầu trong lịch sử nhưng mà các bạn còn nhớ tình hình bi quan khi mà đại dịch vừa mà bùng nổ hay là không? Hay là khủng hoảng tài chính năm 2008? Hay là bong bóng.com năm 2000? Hay là khủng bố năm 2001? Trước đây cũng vậy và sau này cũng như vậy. Mọi thứ cũng sẽ qua và có nhiều người, có nhiều tiền hơn bạn, có nhiều quyền lực hơn bạn muốn nền kinh tế và thị trường đi lên. Cho nên take care my friends, we are all going to make it. Và đương nhiên hôm nay là ngày lễ Mother's Day thì thường cũng muốn chúc Happy Mother's Day và đương nhiên cái thông tin mà quan trọng nhất trong tuần này đó là chúng ta thực ra cần phải đi đến ba thông tin thông tin đầu tiên đó là thông tin liên quan tới cái phần trăm lạm phát cpi thì chúng ta sẽ biết thông tin này vào ngày thứ tư tại hoa kỳ để chính là phần trăm lạm phát sẽ ra sao thấp hơn hay là cao hơn bây giờ đã mức là 8,5 rồi mọi người bây giờ hy vọng là cái phần trăm nó sẽ thấp hơn là dấu hiệu là phần trăm lạm phát nguội lại thì fed mới có cái suy nghĩ là chuyển chiều chứ nếu như không là lãi suất tăng và lãi suất sẽ tiếp tục tăng cái đó nữa là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan đến khai báo thất nghiệp. Bây giờ cứ ước tính là phần trăm thất nghiệp tháng 4 nó sẽ thấp và thông tin là vậy. Nhưng mà những tháng sau này thì chưa có chắc. Tuy là thường không có muốn người ta thất nghiệp nhưng mà các bạn nên nhớ một trong những yếu tố mà Fed cực kỳ quan tâm đó chính là phần trăm thất nghiệp. Miễn là phần trăm thất nghiệp tốt thì Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi nào mà cái chỉ số CPI này có cái dấu hiệu chậm lại. Nếu như mà cái tỷ lệ thất nghiệp cao đó thì Fed cần phải ngưng tăng lãi suất tại vì nếu như không thì sẽ dẫn đến là nhiều thất nghiệp hơn nữa và đó là điều mà Fed không muốn thấy Fed chỉ quan tâm đến hai điều mà thôi thất nghiệp và quản lý phần trăm lạm phát ngày mai đây chúng ta cũng có một cái ngày mà nhiều người bây giờ cũng đang xôn xao à, đó chính là một cái ngày có tên là Russia Victory Day có nghĩa là ngày chiến thắng ở nước Nga thì đây là một ngày lễ cũng khá là lớn theo đường hiểu đó đây là một ngày mà tưởng niệm Soviet Union chiến thắng nước Đức trong đế chiến thứ hai và ngày mai là một ngày mà Tổng thống Vladimir Putin cũng sẽ phát biểu Thì không biết trong cái ngày trọng đại này đã Nhiều người bây giờ là đang Có cái sự suy nghĩ mà thôi đương nhiên không có gì chắc chắn hết á Không biết là Putin có phát biểu gì Liên quan đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hay là không Không biết ngày mai đó Putin có đột ngột muốn tăng cuộc chiến lên hay là không có nghĩa là tuyên chiến với lại nước ukraine có nghĩa là sẽ dồn hết lực lượng để mà đánh ukraine hay là không hay là ngày mai tổng thống putin có thể phải là nói là à, đã giành được thắng lợi mặc dù là vẫn chưa có giành được toàn diện thắng lợi nhưng mà ít ra tới bây giờ đó thì nước ukraine cũng đã có cái sự thiệt hại và cũng sẽ không có tham gia vào cái khối nato cũng có thể là như vậy chúng ta thực sự không biết được ngày mai tổng thống Plei Putin sẽ nói gì cho nên bây giờ nhiều người cũng đang lo ngại bây giờ là không biết ngày mai đó có lời phát biểu gì hay không hay là ngày mai là một ngày rất bình thường và cuối cùng thì tổng thống Plei Putin cũng không có nói gì về cuộc chiến như nghe và được khen nhưng mà thường không nghĩ như vậy đâu tại vì rất là rõ ràng là bây giờ đó cuộc chiến này đã, đã kéo dài hơn cái sự ước tính ban đầu của tất cả mọi người các bạn đã nhớ là khi mới bắt đầu đây ai cũng nói nó sẽ kết thúc trong vòng vài ngày bây giờ đã vài tháng rồi và không biết ngày kết thúc là khi nào và càng ngày càng phức tạp hơn Đương nhiên nếu như mà Tổng thống Vladimir Putin nói là sẽ tuyên chiến lớn hơn nữa và đem theo nhiều quân qua nữa thì tình hình nó sẽ bất ổn hơn nếu như mà Tổng thống Vladimir Putin nói là coi như đã chiến thắng rồi miễn là Ukraine từ nay về sau hứa là sẽ không tham gia NATO nữa thì coi như việc này chấm dứt thì đó cũng là một điều tốt chúng ta sẽ không biết được đâu cho nên đây là những điều mà những nhà trader cũng đang lo ngại hiện bây giờ và cho đến thời điểm này đó các bạn có thể thấy được là cái tâm lý của những nhà đầu tư đã đang ở mức rất là thấp, rất là nhiều bạn hoảng sợ và chúng ta có thể nhìn thấy là cái comment đó, thực sự đã tiêu cực hơn và nhiều người đó trước đây bullish bây giờ cũng trở thành bear hơn và đương nhiên một trong những người nổi tiếng mà ngày hôm qua đó được nói tới rất nhiều điều chính là Benjamin Cohen thì Benjamin Cohen ở trên Twitter cũng đã nói là cái lý thuyết chu kỳ dài hơn đó đối với lại Benjamin Cohen thì còn như đã chết và Benjamin Cohen nói là đã nhận được là bear market đã có mặt trong vòng mấy tháng rồi và Benjamin Coven sẽ tiếp tục nghĩ là chúng ta sẽ thấy cái đợt đi xuống giá này kéo dài thêm vài tháng nữa cho đến khi nào mà Fed thay đổi suy nghĩ của mình về tăng lãi suất thì lúc đó nó Benjamin Coven mới bullish trở lại thì sau khi mà đăng những cái thuyết này thì người ta tấn công Benjamin Coven rất là nhiều ở trên những mạng xã hội À, thực ra mà nói đó mọi người đều có một cái suy nghĩ mà thôi thì Benjamin Cohen dựa theo cách đầu tư của Benjamin Cohen dựa theo những cái lý thuyết những lập luận mà Benjamin Cohen đưa ra trước đây đó à, về lý thuyết chu kỳ dài hơn hay là siêu chu kỳ hay là chu kỳ mà 4 năm hay là bất cứ một cái lý thuyết gì mà Benjamin Cohen đã từng nói tới trước đây thì bây giờ Benjamin Cohen nói là những cái đó là không có hiệu lực nữa đối với Benjamin Cohen là sẽ bearish cho đến khi nào mà Fed thay đổi cái suy nghĩ của mình về tăng lãi suất có nghĩa là Benkinvin nó chỉ quan tâm đến dữ liệu liên quan đến phần trăm lạm phát như thường đã chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm qua đó. Miễn là phần trăm lạm phát này tiếp tục có dấu hiệu tăng thì Benkinvin sẽ tiếp tục có cái suy nghĩ bearish về thị trường này. Chỉ khi nào mà cái đường màu xanh này đó có dấu hiệu chậm lại và đi xuống và sau đó Fed đưa ra thông báo là họ sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa thì lúc đó Benjamin Cohen cũng sẽ bullish trở lại nhưng mà cho đến khi ngày đó xảy ra thì Benjamin Cohen sẽ bearish về thị trường này thì đó là suy nghĩ của mỗi cá nhân mà thôi và Benjamin Cohen là một người mà không có áp dụng những chiến lược trung bình giá là một trong những cái người mà trader trong thị trường này thì cũng rất bình thường mà thôi đó là ý kiến cá nhân của mỗi một người như bạn hỏi thường thường xuyên là thường nghĩ sao về người này phát biểu cái này người kia phát biểu cái, cái kia thì các bạn nên biết là những lời phát biểu đó cuối cùng cũng là suy nghĩ cá nhân của họ mà thôi cũng như những thường chia sẻ với các bạn tất cả những thường chia sẻ cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của thuận mà thôi suy nghĩ cá nhân của một người không thể thay đổi được tình thế và không thể thay đổi sự thật đâu sự thật vẫn là sự thật và mỗi người có một cách đầu tư riêng Thường thấy là nhiều người thì cũng chỉ trích Benjamin Cohen nói là Trước đây tới bây giờ là rất là bullish nhưng mà tự nhiên bây giờ lại rất là bearish như vậy thì cũng không có phải là công bằng với lại Benjamin Cohen lắm đâu. Benjamin Cohen thì dựa theo những cái mô hình có sẵn của Benjamin Cohen. Nếu như mà những mô hình đó không còn hiệu lực thì Ben sẽ thay đổi suy nghĩ của mình cũng bình thường mà thôi. Còn đối với bản thân thường đó thì các bạn có biết là thường đầu tư trung bình giá dài hạn đã trung bình giá bao nhiêu năm nay rồi thì các bạn thấy là trung bình giá rồi có lời nhiều rồi lại chốt lời rồi tiếp tục chung mình giá nữa cho nên đối với thuận giá nào thì cũng làm cái giá để thuận tiếp tục công việc đầu tư của mình mà thôi tại vì thuận nhìn vào thị trường này là nhiều năm chứ không có phải là trong vòng vài tháng hay là một hai năm như bạn cũng đã biết rồi cho nên cái nhiều bạn hỏi đó là tình hình đang xấu mà thuận cứ chung mình giá thì làm sao thoát ra ngoài kịp nếu như giá về 20.000 đô thì nếu như các bạn theo dõi thuận capital ít nhất là 6 tháng đó thì cũng không thể không biết là thuận đâu có ý định thoát ra ngoài đâu qua điểm này thuận đã chia sẻ từ 5 năm trước rồi thường đầu tư crypto đâu phải là chỉ để mua nhà hay là mua xe đâu thường crypto là có nhiều cái mục đích lớn hơn nữa đối với thuận và đương nhiên điều này không nghĩa là các bạn không có chút lời khi mà cần thiết thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn đầu video này rồi thường nó nhiều bạn hỏi thuận là target tự để ra thai, tiger target btc là bao nhiêu thì thường đó luôn là 500.000 đô đó là cái mức mà thuận hoàn toàn tin tưởng bitcoin thì đạt được rất bình thường luôn trong thời gian chỉ cần cho Bitcoin thời gian mà thôi thì 500 ngàn là một chuyện rất là đơn giản đối với Bitcoin đó là lòng tin của Thuận những thời điểm tốt đó thì chia sẻ target đâu gì đồng mà vui chờ thời điểm tiêu cực như thế này đó chia sẻ mới là thú vị cho nên các bạn đừng hỏi Thuận là nếu như Bitcoin về 20 ngàn thì sẽ ra sao các bạn nên biết là Thuận trung bình giá Bitcoin đó năm 2017 từ 20 ngàn về 3 ngàn 500 đô mà lúc đó Thuận còn chưa có lo sợ nữa thì giá bây giờ đâu có gì để mà đáng lo sợ đối với thuận nếu như giá về hai trăm ngàn thì tức chung minh giá mà thôi rất là đơn giản thuận cũng chia sẻ đó một cái bài bỏ phiếu và tổng cộng để thuận refresh lại coi là có bao nhiêu bạn đã tham gia bỏ phiếu thì cái số lượng bạn tham gia bỏ phiếu đợt này thì cũng không có nhiều lắm là 374 bạn thì câu hỏi rất đơn giản các bạn đang mua bán hay là đồ? thì phần lớn đó 53 phần trăm các bạn trả lời là các bạn đang đồ. có 374 bạn đã bỏ phiếu còn khoảng chừng 33%, 1 phần 3 các bạn nói là mua thêm Chỉ có một phần nhỏ là 14% nói là bán hiện bây giờ mà thôi Thuận thì đương nhiên là đang mua thêm hiện bây giờ Nhưng mà phần lớn là HODL Và Thuận cũng thấy một cái bài tương tự được chia sẻ bởi Crypto us à, Và đương nhiên Crypto us sẽ cái channel lớn hơn thì có 8.700 người đã bỏ phiếu Thì các bạn thấy được là kết quả cũng tương tự 56% là HODLing một phần nhỏ 8,8% là bán còn lại 1/3 là đang mua thì đây là một cái điều mà khá là thú vị tại vì các bạn thấy được là phần lớn mọi người bây giờ đó là ho đồ nhiều không phải là mua thêm và nếu như chúng ta thấy tiếp tục có lực bán cứ tới và cứ tới hoài thì cứ đơn giản thôi các bạn thấy là tình hình tại sao giá cả cứ đi xuống như vậy tại vì thì bây giờ có rất nhiều cái sự lo sợ trên thị trường như được chia sẻ với các bạn cộng với lại những cái nhà đầu tư forward đó họ bán hết tất cả tài sản mà họ cũng muốn bán luôn crypto của mình Tại vì bây giờ họ rất là lo sợ Tại vì họ đang đối đầu với những thứ mà họ chưa bao giờ đối đầu trong lịch sử Forward của họ trong lịch sử của tình hình tài chính thì đã có nhiều lần như vậy rồi Nhưng mà đối với một số nhà đầu tư mà dưới 40 tuổi Thì thật ra chưa từng đối đầu với những cái mà chúng ta đang đối đầu hiện tại Cho nên cái sự lo sợ là bình thường Và khi mà họ lo sợ họ muốn nắm tiền mặt thì bán hết tất cả Và trong đó đương nhiên là có crypto rồi cũng tương tự như là cái dịch bệnh xảy ra năm 2020 nhưng mà cái số lượng người mua thì không có nhiều hiện bây giờ và thêm vào đó nữa đó cũng có một số những cái thông tin uh, liên quan đến uh, Terra Luna mà thường muốn chia sẻ với bạn thật ra thường cũng chưa có xem hết những tài liệu liên quan tại vì cái vụ này cũng khá là drama đó thì để hiểu đơn giản đó nhưng mà nào mà theo dõi giá cả của Terra cũng đã thấy là đồng Terra trong vòng 24 giờ qua đã có lúc đi xuống chỉ còn có là 50 mấy đô mà thôi trước khi mà có cái sự hồi phục trở lại thì chúng ta cũng có một số những thông tin xấu liên quan tới Terra và đặc biệt hơn đó là các bạn thấy là cái đồng Terra USD đó đây là một cái đồng ổn định theo giao thức thì đáng lý đầu đồng theo giao thức là phải giữ cái giá là một đô la nhưng mà các bạn thấy hôm nay đã có một thời gian đó đã mất đi một đô la và đi xuống là khoảng chừng là 0.98 sen bây giờ thì vẫn chưa hoàn toàn phục lại bây giờ vẫn là 0.99 sen cho một đồng UST thì có nghĩa là đồng này đã mất đi cái mức hỗ trợ là một đô la trong khi Điều đó không có nên xảy ra đối với một đồng ổn định như vậy Thì tại sao thì có một số những cái tài liệu Nhất là đây là tài liệu được chia sẻ bởi bạn này ở trên Twitter đó Thì nói là ở trên cái giao thức Curve Giao thức Curve là cái giao thức mà có nhiều đồng USD trên đó Có một số lượng lớn đồng USD đó đã được bán đi trên giao thức Curve Sau đó đó có nhiều cái tin đồn lan tỏa khắp nơi trên Twitter Dẫn đến là nhiều người lo sợ sau đó họ rút ra 2 tỷ đô la đồng USD trên Anchor và điều này dẫn đến là cái đó giá của đồng Luna đó giảm mạnh sau đó đó đồng USDT đã mất đi cái mức một đô la và đi xuống chỉ còn có 0.987 mà thôi rồi sau đó đó Dogecoin cũng đã khiến cho những nhà đầu tư an tâm hơn nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn hồi phục bây giờ là các bạn thấy là ở mức là 0.996 cho một đồng USDT hiện bây giờ và theo Luna đã phải bán đi một số những cái tài sản để mà mua USDT thì điều này đã cũng dẫn đến một số những bài viết bây giờ nói là đương nhiên về cái việc đồng USD đó mất đi một đô la thì cũng không phải đáng lo ngại lắm tại vì trên căn bản đó theo foundation cũng còn rất là nhiều tiền và họ có rất nhiều những cái đồng như là bitcoin có thể bán đi để mà hỗ trợ giá của USD và câu hỏi bây giờ đó là họ đã bán bao nhiêu có phải bán bitcoin hay là không và nếu như là sự thật đó thì đương nhiên điều này là một trong những điều mà có thể khiến cho Bitcoin xuống giá thêm nữa áp lực bán có thể đến từ Terra Foundation họ bán Bitcoin của mình để dùng tiền đó để hỗ trợ đồng UST đương nhiên đây cũng là một cái giả thuyết mà thôi vẫn chưa có thông tin nào chính thức hết một số người lại nói là cũng có thể là một số người rút cái đồng UST ở trên cái Anchor Protocol của Terra tại vì đó bây giờ đã có USDD trên Tron và hiện bây giờ đó đang có cái phần trăm lợi nhuận hấp dẫn cho nên nhiều có thể là đẩy cái đồng USDT bán đi đổi ra thành USDD trên Tron để mà lấy phần trăm lợi nhuận cao hơn thì cũng có thể nhưng mà cái giả thuyết này thường cảm thấy là khả năng thấp hơn giả thuyết đó là Terra có thể bán đi một số những tài sản đương nhiên trong đó có BTC để hỗ trợ USDT là hoàn toàn có thể nhưng mà chỉ chưa biết là bao nhiêu mà thôi có phải là hôm nay cái đợt đi xuống là đến từ Terra hay là không hay là chỉ đơn giản là mọi người quá lo sợ mà thôi. Thì đây những thông tin mình thường đã thu thập được liên quan tới đồng uh, Luna. Như bên nào mà biết thông tin thì comment ở bên dưới và đây là những cái dữ liệu mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong buổi chiều ngày chủ nhật hôm nay. Và một lần nữa đó thường muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Như bên nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia Thomsonlin của Thuận Capital. Giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên. FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEPX, sàn SNEX Và như mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đi thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như như mà nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi Để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thường hay nói đến. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.